Tiếp tục các thông tin liên quan đến vụ hỏa hoạn nghiêm trọng xảy ra vào ngày hôm qua tại khu chợ Phùng Khoang, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Chiều nay 19 tháng 5, trao đổi với VTC14, bác sĩ Nguyễn Hải An, trưởng khoa hồi sức cấp cứu Viện Bỏng Quốc gia cho biết, ba nạn nhân đang trong tình trạng nguy kịch. Theo bác sĩ An, chị Nguyễn Thị Duyên, 35 tuổi và con gái là Phạm Linh Giang, 15 tuổi bị bỏng trên 50% diện tích cơ thể. Ngoài ra, hai nạn nhân còn bị bỏng hô hấp, vì vậy có thể bị đe dọa đến tính mạng. Theo người nhà thì con gái thứ hai là cháu Phạm Quỳnh Trâm, 8 tháng tuổi thì bị sốt cao từ tối qua cho đến hôm nay. Dự kiến ngày mai các bác sĩ sẽ tiến hành mổ cắt lọc những phần da mô bị hoại tử cho các nạn nhân. Hiện tại cơ quan điều tra đang lấy mẫu vật trong cửa hàng bánh mì nơi xảy ra hỏa hoạn để trưng cầu giám định xác định nguyên nhân. Vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua, ngọn lửa xuất phát từ cửa hàng bánh mì rồi lan rộng thiêu rụi nhiều tài sản của 8 kiosk khác trong chợ Phùng Khoang. Chị Duyên cùng hai con gái bị bỏng nặng, còn chồng chị là anh Phạm Văn Doanh không may mắn đã tử vong.